màn đập đi xây lại của cô gái Nam Định được báo Thái Lan ví như trúng xổ số độc đắc. Một trang tin Thái Lan dành tặng nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Vũ Thanh Quỳnh sau 7 năm giao kéo. Vũ Thanh Quỳnh nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi tham gia chương trình Chênh Lai và nhận được suất phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Cô sinh năm 1992, quê Nam Định, được biết đến là một trong những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất tại Việt Nam. Mới đây, những hình ảnh của Thanh Quỳnh được một trang báo Thái Lan đưa tin và dành tặng nhiều lời khen ngợi vì sau 7 năm giao kéo. Gương mặt của cô vẫn đẹp tự nhiên cùng đường nét hài hòa, cân đối, mềm mại hơn theo thời gian mà không hề bị cứng đơ. Không chỉ thế, trang báo này còn ví màn đập đi xây lại của cô giống như trúng xổ số độc đắc. Trước đó, Vũ Thanh Quỳnh từng cảm thấy tự ti và thường bị bạn bè trêu chọc vì kém xinh. Sau khi trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như cắt hàm, chỉnh hô, chỉnh răng, nhấn mí, nâng mũi, gương mặt của cô đã thay đổi hoàn toàn. Thanh Quỳnh cho biết, từ đây, cuộc sống của cô cũng bước sang một trang mới. Cô nhận được rất nhiều lời mời làm MC, người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Không chỉ thế, Vũ Thanh Quỳnh còn mạnh dạn theo đuổi đam mê thiết kế thời trang. Hiện cô đang làm quản lý tại một bệnh viện thẩm mỹ. Cô cũng thường chia sẻ cũng như truyền cảm hứng cho những cô gái thiếu tự tin vẻ ngoài giống mình trên trang cá nhân. Trước đó, Vũ Thanh Quỳnh từng cảm thấy tự ti và thường bị bạn bè trêu chọc vì kém xinh. Sau khi trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như cắt hàm, chỉnh hô, chỉnh răng, nhấn mí, nâng mũi, gương mặt của cô đã thay đổi hoàn toàn. Thanh Quỳnh cho biết, từ đây, cuộc sống của cô cũng bước sang một trang mới. Cô nhận được rất nhiều lời mời làm MC, người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Không chỉ thế, Vũ Thanh Quỳnh còn mạnh dạn theo đuổi đam mê thiết kế thời trang. Hiện cô đang làm quản lý tại một bệnh viện thẩm mỹ. Cô cũng thường chia sẻ cũng như truyền cảm hứng cho những cô gái thiếu tự tin vẻ ngoài giống mình trên trang cá nhân. Sau 7 năm, Vũ Thanh Quỳnh ngày càng trẻ đẹp, các đường nét cũng trở nên mềm mại hơn theo thời gian mà không hề cứng đơ. Thiếu tự nhiên. Không chỉ là chuyên viên tư vấn của một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, Vũ Thanh Quỳnh còn là người mẫu và KOL quảng cáo. Cuộc đời của Vũ Thanh Quỳnh như bước sang một trang mới sau khi thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như cắt hàm, chỉnh hô, chỉnh răng, nhấn mí, nâng mũi. Ngoài ra, Vũ Thanh Quỳnh còn được người hâm mộ Thái Lan nhắc đến như một trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất tại Việt Nam. Vũ Thanh Quỳnh cũng từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai?